Vâng, em xin chào tất cả các bác. Thì em mới về được một con đèn tri Japan TRV 35SE. Em này thì chạy cấu hình là bóng IL34 4 bóng nha các bác. Công suất nguồn lên tới là 280W. Đối với những em này, các bác chơi những dòng loa có độ nhạy cao bass 40 đổ lại nha. Đánh những dòng loa cao cấp Hi-Fi cực kỳ tuyệt vời. Đặc biệt đánh những dòng mà tăng noi bass 25, 30, 40, những dòng Eden, Tuberi bass 30 rất ok nha các bác. Cái đặc biệt cái con này là hàng siêu lướt, gọi là xài lướt các bác, còn thùng xốp nha. Bác chủ bên tay là vẫn dùng còn thùng nha các bác, nên là cái độ đẹp nó rất là ken. Hàng nó nằm từ thùng xốp về, từ nước ngoài về. Độ đẹp gọi là siêu lướt trên 95% nha các bác. Có thay đồ mới này, tem đồng nha. TRV 35SE. Những con này là các bác sưu tầm chơi là hết bài luôn. Với công suất lớn 280W thì nó công suất cũng ngang ngửa với những con mà 34SE các bác. Đường tín hiệu vào đấy, có cổng bre này các bác. Có cổng Redwood này, kem sấp này. Hai điện là điện 100 đến 120, 280W. Chơi từ 4 đến là 8 ôm. Tất cả trạm loa mới tinh. Còn này giá 29 triệu 5 nha các bác, 29 triệu 5. Hàng có thùng này là deck hơn. Và đặc biệt con này được bác chủ nâng cấp hết rồi cho các bác, nâng cấp full bộ bóng luôn nha, bóng Mỹ luôn nha các bác. Full bộ bóng Mỹ chân vàng luôn nha. Đấy, full bộ bóng Garden của Mỹ. Bộ dàn bóng cực kỳ mới nha. Tí nữa mời các bác cùng nghe trải nghiệm chất âm tuyệt vời của nó nha. Nó sử dụng là những bóng ba cái bóng rề 12AU7 và 12AX7, cũng full bóng luôn nha các bác, của Garden luôn nha. Chân vàng này nha các bác. Bóng chân vàng hết nha. Siêu cao cấp nha. Bộ bóng mới tinh. Bộ này các bác xài vài năm thoải mái luôn nha. Rồi sau đây mời các bác cùng nghe trải nghiệm chất âm. Chúng ta lấy bóng lên luôn, lấy lắc nhẹ nhẹ là rất là lắc lên nha các bác. Sử dụng công nghệ premium nha các bác, premium nha, IL34. Những bộ bóng này các bác có thể lên trang eBay mình có thể mua được nguyên bộ, nhưng mà khá đắt tiền. Rồi sau đây em cứ cắm nối vào cặp loa JBL 4410 này, bass 25 này, để các bác cùng trải nghiệm luôn. Nếu các bác có những dòng loa toàn giải hoặc là những loa antet có độ nhẹ khoảng trên 90 dB, bass 40 thì các bác ghép nối con này quá tuyệt vời nha. Vâng, và các bác kém điện 100 nha, thì ghép tạm với cặp loa rỉ tiền này. Cặp loa này thì bình dân rồi. Các bác nào có loa cao cấp thì nghe nó phê hơn. Một câu vì anh cao, nửa câu vì em thương.
Rồi, bác nào mình có nhu cầu về xem sửa con đèn TRV 35SE về để trải nghiệm sưu tầm trưng bày thì alo cho em nhé.